Cũng trong sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Dự hội nghị có Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các chuyên gia, nhà khoa học, luật sư tham gia góp ý kiến. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất nội dung dự thảo luật đất đai sửa đổi, đồng thời góp ý nhiều vấn đề còn bất cập như bổ sung quy định về thời điểm cho thuê đất để tránh trường hợp chênh lệch về thời gian thuê đất và thời gian hoạt động của dự theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu có, nghiên cứu bổ sung phân cấp thẩm quyền giao đất cho thuê đất cho ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, ban quản lý khu kinh tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục đầu tư cũng như công tác thu hút đầu tư. Liên quan đến quy định về tái định cư, một số ý kiến đề xuất dự thảo luật cần bổ sung quy định về vai trò của người dân bị thu hồi quyền sử dụng đất đối với việc tham gia kiểm tra giám sát các khâu từ lập phê duyệt và thực hiện dáng xây dựng khu tái định cư về giá đất nhiều đại biểu chỉ ra dự thảo luật chỉ mới đề cập đến một vài vấn đề liên quan đến cơ chế định giá đất nhưng không phải theo nguyên tắc thị trường mà là phù hợp với nguyên tắc thị trường điều này vô hình chung đã làm méo mó chủ trương của đảng về định giá đất